Khi nhắc đến BioWare, chúng ta sẽ nghĩ đến những siêu phẩm nhập vai như Baldur's Gate, Star Wars Knights of the Old Republic, Neverwinter Nights hay Jade Empire. Còn khi nhắc đến rồng, chúng ta sẽ nghĩ đến những sinh vật thần bí, đầy nguy hiểm, cùng những trận tử chiến đầy hào hùng. Vậy, nếu BioWare kết hợp với rồng thì sao? Chúng ta sẽ có được một siêu phẩm nhập vai đầy cảm xúc, một trang sử của máu và nước mắt, đan xen giữa vô vàn bí mật, âm mưu khiến game thủ muốn hòa mình trong đó. Như cái tên của nó, Dragon Age Origin chính là khởi nguồn của tất cả. Thế giới trong Dragon Age Origin mang đến cho chúng ta những chủng tộc thường thấy ở bối cảnh fantasy như tộc người, tộc tiên, tộc người lùn cùng các class căn bản là pháp sư, sát thủ, xạ thủ. Với những yếu tố vô cùng quen thuộc đó, câu chuyện trong Dragon Age Origin tưởng chừng như đơn giản, nhưng khi qua sự nhào nặn của BioWare, nó lại trở thành một câu chuyện vô cùng lôi cuốn, lạ lẫm. Dù tựa game đã được ra mắt từ rất lâu, thế nhưng nó luôn đọng lại trong lòng mình một cảm xúc vô cùng khó tả sau mỗi khi chơi lại. Và sau mỗi lần hoàn thành nó lại khiến mình mang theo không ít những suy tư. Dragon Age Origin kể cho chúng ta về bản trường ca của những Grey Warden, những người mang trong mình số phận chống lại những sinh vật Darkspawn gớm ghiếc. Khi mà cứ mỗi hàng trăm năm, quỷ vương Ash Demon sẽ lại hồi sinh dưới hình hài một con rồng, kéo theo sự trỗi dậy của loài Darkspawn khát máu đến từ Deep Road. Con rồng này sẽ thống lĩnh loài Darkspawn xâm chiếm mặt đất, gây ra biết bao mất mát và đau thương cho những sinh vật sống trên mặt đất. Và nơi đầu tiên hứng chịu điều này chính là Ferelden. Khi nhắc đến việc này, mình vẫn không thể quên được trận chiến hào hùng tại Ostaga vào đầu game. Nó luôn khiến mình nổi da gà sau mỗi khi xem lại cảnh này. Như đã đề cập ban đầu, Dragon Age Origin mang đến cho chúng ta 3 chủng tộc là người, người lùn và tiên. Với mỗi tộc, ta sẽ được lựa chọn những class nhân vật khác nhau. Ví dụ như tiên thì sẽ mạnh để làm pháp sư cũng như sát thủ. Loài người khá quyền năng khi có thể chọn mọi class, còn người lùn thì không thể chọn làm pháp sư. Việc bạn chọn chủng tộc và xuất thân như nào sẽ ảnh hưởng cách bạn tiếp cận cốt truyện của game và vấn đề trong game. Khi mỗi chủng tộc sẽ có cốt truyện mở đầu hoàn toàn khác nhau và ta được game cung cấp đến 6 khởi điểm ban đầu. Đó chính là Human Noble, City Elf, Delish Elf, Mage, Dwarf Commoner, Dwarf Noble. Không chỉ vậy, mọi quyết định của người chơi sẽ làm cho câu chuyện xứ Ferelden thay đổi. Chính vì thế, mỗi lần chơi lại là một trải nghiệm hoàn toàn khác. Ngoài ra, một điểm thường thấy ở game RPG thời kỳ trước của BioWare chính là yếu tố đánh giá thiện ác. Tùy vào mỗi quyết định của người chơi mà thanh thiện ác này sẽ thay đổi. Yếu tố này sau này còn được nhiều game nhập vai khác học theo, điển hình là series Fable, một tượng đài RPG độc quyền của Microsoft. Tuy vậy, ở ngoài đời thực thì sẽ có nhiều quyết định phức tạp hơn thế, không chỉ có đúng hoặc sai, thiện hoặc ác. Chính vì vậy, để mang lại trải nghiệm nhập vai chân thực nhất, trong Dragon Age Origin, yếu tố này đã bị loại bỏ hoàn toàn. Thay vào đó, mọi quyết định của người chơi sẽ ảnh hưởng đến các thái độ của NPC đồng hành cùng bạn. Bạn có thể trở thành một kẻ lừa lọc, xảo trá nhằm đạt được mục đích bản thân, hay là một anh hùng trượng nghĩa giúp đỡ kẻ yếu. Và một khi nhận định tốt xấu không còn, thế giới trong Origin sẽ là một thế giới cho bạn tự do, mọi quyết định đúng sai đều nằm dưới lưỡi gươm của bạn. Nhưng điều quan trọng nằm ở việc bạn có thể hoàn thành sứ mệnh nếu trở thành một kẻ độc tài, một con sói đơn độc hay không. Mọi quyết định của bạn có thể là liều thuốc giúp hàn gắn tình cảm với các NPC trong đội, hoặc có khi lại chính là bức tường ngăn cách bạn với họ. Khi nhắc đến các NPC và yếu tố lựa chọn này, Origin đã làm rất tốt và đưa nó lên một tầm cao mới. Trong Dragon Age Origin, các NPC đóng nhiều vai trò thiết yếu trong game hơn, chứ không chỉ là các NPC cung cấp thông tin đơn thuần như ở các game khác. Trong trò chơi, người chơi sẽ phải chiêu mộ rất nhiều các NPC vào nhóm của mình và đưa những người đồng minh này ra chiến trường cùng bạn. Điều này có nghĩa là, trong các trận đánh, người chơi có thể điều khiển các hành động chiến thuật của những thành viên khác của nhóm. Trong Origin, có một cơ chế quan trọng giúp bạn tăng độ thân mật với các thành viên khác, chính là cơ chế Approval. Chỉ số này sẽ thay đổi dựa trên những hành động và chọn lựa của người chơi trong game, cũng như việc bạn đối xử với các NPC này ra sao. Nếu chỉ số này đạt ở một ngưỡng cụ thể, người chơi sẽ mở khóa được các nhiệm vụ phụ và cốt truyện của các NPC này, từ đó giúp phát triển sâu hơn mối quan hệ giữa họ và người chơi.
Công thức đằng sau sự thành công của yếu tố này chính là việc Dragon Age Origins đã tạo ra được những NPC vô cùng thú vị. Trong các trò chơi nhập vai, nhân vật chính thường đóng vai trò trọng tâm để dẫn dắt câu chuyện. Thế nhưng với Origins mọi thứ lại khác. Trong Dragon Age Origins, câu chuyện sẽ được dẫn dắt qua những NPC đồng hành bằng cách tạo cho họ chiều sâu và sự phát triển đáng kể, đồng thời liên kết chặt chẽ họ với tiến trình câu chuyện. Theo Lankowski, các nhân vật trong game cũng giống như những nhân vật giả tưởng khác. Họ có thể tạo nên sự đồng cảm với người chơi như cách mà người thật có thể làm. Điều này có nghĩa là việc người chơi thiết lập được sự đồng cảm với các người bạn đồng hành trong game sẽ tạo nên một lối dẫn chuyện hiệu quả. Cách tiếp cận trong Dragon Age Origins là để cho sự phát triển cá nhân của những người bạn đồng hành này làm trọng tâm trong tiến trình tường thuật trò chơi. Từ đó tạo ra mối liên kết tình cảm giữa những người bạn đồng hành này và nhân vật chính. Để có thể tạo ra được một mối liên kết chặt chẽ và sự đồng cảm với các nhân vật, Freeman nói rằng những nhân vật đó phải thật sự thú vị và có chiều sâu. Các NPC trong Dragon Age Origins được xây dựng trên một khuôn mẫu không mấy khác biệt và vẫn thường được thấy trong những game nhập vai khác. Tuy nhiên, để làm họ trở nên thú vị và hấp dẫn, BioWare đã bổ sung cho họ những đặc điểm tính cách hết sức thú vị. Và những nét tính cách này sẽ được bộc lộ ra từng chút một trong suốt quá trình trò chơi, thay vì để cho những người bạn đồng hành này bộc lộ cá tính của họ ngay từ đầu game. Dragon Age Origins đã cho họ những hình mẫu hết sức quen thuộc với người chơi nhằm giúp người chơi dễ dàng cảm thấy quen thuộc với họ hơn. Dần về sau, chiều sâu tâm lý của họ sẽ được phát triển dựa trên các câu chuyện tiểu sử của họ, cũng như sự trưởng thành và phát triển của nhân vật. Các câu chuyện tiểu sử này đóng vai trò quan trọng trong việc tạo nên chiều sâu và sự thú vị của những NPC đồng hành, bởi tiểu sử của họ chính là câu trả lời hợp lý cho thái độ và hành vi của họ trong game. Một cách khác để khiến tâm lý nhân vật trở nên sâu sắc và thú vị là khiến họ trải qua quá trình trưởng thành và phát triển cá nhân. Sự phát triển này xảy ra thông qua việc bộc lộ những tiềm năng tiềm ẩn trong nhân vật, và sự phát triển của nhân vật xảy ra thông qua việc thay đổi hoặc trưởng thành cùng với sự phát triển của cốt truyện. Trong Dragon Age Origins, NPC đồng hành trưởng thành và phát triển thông qua các nhiệm vụ cá nhân. Sau khi hoàn thành những nhiệm vụ này, bạn đồng hành sẽ có sự thay đổi về thái độ với cuộc sống xung quanh và với nhân vật chính. Bằng việc giúp đỡ các NPC giải quyết rắc rối cá nhân của họ, người chơi phải đưa ra những lựa chọn nhằm làm nổi bật lên nét tính cách của nhân vật chính. Sự hình thành và phát triển của nhân vật chính bị giới hạn ở những gì người chơi để họ trải qua. Ví dụ ở đầu game, người chơi có thể quyết định muốn nhân vật của mình là một người tốt bằng việc luôn đưa ra những lựa chọn đầy lòng vị tha. Thế nhưng sau đó, Dragon Age Origins sẽ đưa người chơi vào những tình huống phức tạp hơn và buộc họ phải thay đổi quyết định của mình. Một điều quan trọng khác, ngoài nhân vật chính và nhân vật đồng hành, thì các NPC phụ khác trong Dragon Age Origins cũng được làm rất tốt. Họ đóng vai trò quan trọng không kém trong quá trình kể chuyện, cũng như dẫn dắt người chơi. Lợi thế của việc sử dụng hiệu quả những nhân vật này là nó giúp các nhà thiết kế sắp đặt được các sự kiện trong game theo cách mà nó vượt qua khả năng kiểm soát của người chơi. Do đó, nhà thiết kế có thể đảm bảo các sự kiện cụ thể sẽ diễn ra mà không bắt người chơi chịu trách nhiệm về chúng. Thay vào đó, người chơi phải tự đưa ra quyết định cho những sự kiện này, đồng thời cũng đảm bảo rằng người chơi sẽ làm những điều mà nhà thiết kế muốn họ làm nhưng không khiến họ cảm thấy bị ép buộc. Ngoài việc sở hữu phong cách dẫn chuyện đầy lôi cuốn cùng yếu tố lựa chọn được đầu tư kỹ lưỡng, thì gameplay cũng là một lý do khác khiến Dragon Age Origins trở thành tượng đài RPG thời bấy giờ. Trong Dragon Age Origins, để giúp người chơi có thể dễ dàng bắt nhịp trận đấu và kịp thời bố trí lại đội hình của mình, thì game đã có thêm chức năng pause trong các trận đánh. Ngoài ra, để tránh việc người chơi phải kích chuột lia lịa cũng như dễ thở hơn trong mỗi trận đánh, game mang đến cho chúng ta hệ thống tactics. Việc bạn có thể hoàn thành game hay không phụ thuộc 60% vào cách mà bạn sắp xếp bố trí chiến thuật thông qua hệ thống tactics này. Hệ thống này cho người chơi toàn năng tùy biến các hành động của NPC đồng đội, từ việc dùng skill nào trong trường hợp nào, dùng máu lúc nào hay sử dụng kết hợp combo nào vào thời điểm nào ra sao, tất cả đều phụ thuộc vào bộ não chiến lược của bạn. Không những vậy, game còn mang đến cho bạn một hệ thống lên cấp nhân vật phong phú với những điểm kỹ năng và thuộc tính hết sức thú vị. Từ đó, bạn có thể tạo ra một nhân vật không hề giống ai và chỉ của riêng bạn mà thôi. Cùng với ba nghề chính mà game cung cấp lúc đầu là pháp sư, đạo trích, chiến binh. Về sau, người chơi có thể unlock thêm 4 lớp nhân vật phụ cho từng class ban đầu, khiến cho lựa chọn của người chơi trong game là vô cùng phong phú. Đặc biệt hơn cả, để mở khóa được những subclass này, người chơi phải tham gia vào các side quest, side story, cũng như bỏ công mày mò thế giới trong game, hoặc đôi khi là qua cách bạn đối xử với các NPC xung quanh, từ đó họ sẽ truyền dạy lại cho bạn các subclass này. Nếu như trong các RPG khác, pháp sư,
Thường là những nhân vật máu giấy phải đứng từ xa để có thể niệm phép, thì trong Dragon Age Origin, lớp nhân vật này dường như là toàn năng nhất, đặc biệt là sau khi bạn đã mở khóa được class phụ là Arcane Warrior. Đến với Arcane Warrior, bạn được nhìn thấy hình ảnh một pháp sư toàn năng nhưng lại sở hữu một bộ giáp trụ sáng loáng cùng những pha dùng kiếm và khiên đánh giáp lá cà với kẻ địch vô cùng điêu luyện, chứ không phải chỉ là một pháp sư bình thường, không có khả năng tự vệ. Có thể nói, Dragon Age Origin đã mang đến cho bạn 12 lớp nhân vật giúp bạn thỏa sức tạo ra một nhân vật phù hợp cũng như ưng ý nhất. Khi nhắc đến Dragon Age Origin là ta không thể không nhắc đến các lore trong game. Đúng vậy, thế giới rộng lớn và huyền bí trong Dragon Age Origin không hề trống rỗng. Nó là một thế giới đầy sức sống và có bề dày lịch sử dày đặc, cùng với đó là những truyền thuyết thần bí. Các lore này được người chơi thu thập trong suốt quá trình chơi và xuất hiện dưới dạng codex, và người chơi có thể mở nó ra đọc mỗi khi mình muốn. Tin mình đi, số codex mà bạn thu thập được trong Dragon Age Origin nếu in ra chắc phải thành hẳn một cuốn tiểu thuyết dày cộp như Harry Potter ấy chứ. Hơn cả, những bộ codex này được đầu tư rất kỹ lưỡng về mặt nội dung. Việc vừa chơi vừa đọc tiểu thuyết này tạo cho mình một cảm giác hết sức lôi cuốn. Và cũng chính vì lẽ đó, dường như tâm trí mình đã bị hút vào câu chuyện trong thế giới nơi đây từ khi nào không hay. Trong Dragon Age Origin còn tồn tại một thế giới song song khác là thế giới của giấc mơ và linh hồn, hay được gọi là Fate. Thế giới này đóng vai trò hết sức quan trọng trong việc giải quyết các vấn đề trong game. Đặc biệt, khi bạn lưu lạc trong Fate, bạn sẽ có cảm giác như đang phiêu lưu trong những giấc mơ của chính mình vậy. Không những thế, để giúp các pha chiến đấu trong Dragon Age Origin trở nên máu lửa, BioWare đã không quên thêm vào những cảnh kết liễu đối thủ vô cùng đẹp mắt mà thường được thấy ở các trò chơi chặt chém thời bấy giờ như God of War. Tuy nhiên thì những cảnh này thường bị lỗi hoạt ảnh và bắt kha khá. Thế nhưng nó cho thấy sự tỉ mỉ của BioWare khi tạo nên Dragon Age Origin ngay cả với những chi tiết tưởng chừng như nhỏ nhất. Một yếu tố nhỏ khác chính là việc tạo dựng mối quan hệ tình cảm lãng mạn trong game. Các cảnh lãng mạn và tình tứ giữa người chơi và bạn đồng hành trong game là không nhiều, đôi khi nó còn có phần hơi gượng gạo một chút. Tuy nhiên, nhờ vào việc xây dựng một dàn NPC có chiều sâu cùng với sự đồng cảm mà game đã tạo ra được giữa người chơi và họ, thì những khoảnh khắc lãng mạn này đóng vai trò như một nốt trầm, một niềm hạnh phúc nho nhỏ trong một thế giới đầy đau thương của máu và nước mắt. Nó giúp người chơi quên đi phần nào sự căng thẳng và mất mát trên cuộc hành trình của họ, và điều này khiến cuộc hành trình này có phần nào đó trở nên lãng mạn hơn một chút. Yếu tố cuối cùng phải kể đến khiến Dragon Age Origin trở thành một kiệt tác, đó chính là yếu tố âm nhạc. Các bản nhạc trong Dragon Age Origin tạo nên được sự hào hùng khi chơi, đặc biệt là trong các trận đánh. Cùng với đó là những bản nhạc da diết, đầy cảm xúc ở những phân đoạn lấy đi nước mắt của người chơi. Quả thực, âm nhạc trong Origin thực sự tuyệt vời mà bạn phải nghe thì mới có thể thấy được cái hay của nó. Bản nhạc ấn tượng nhất với mình chính là bản nhạc Leliana's Song, bài hát bằng tiếng Elf được Leliana hát cho người chơi nghe khi ở doanh trại. Đây là một bài hát, dù không thể hiểu được lời của nó là gì, thế nhưng chỉ qua giai điệu và cảm xúc mà nó mang lại, mình tin rằng tất cả các bạn ở đây chắc chắn sẽ hiểu được phần nào câu chuyện trong bài hát đó. Dragon Age Origin là một game mang lại cho ta vô vàn cảm xúc. Có lúc bạn sẽ cảm thấy nghẹn lòng trước sự hy sinh anh dũng của các anh hùng. Có khi lại đầy lòng căm phẫn trước những hành động của kẻ phản bội. Hay đôi khi là lòng vị tha hoặc một chút ấm áp từ hương vị tình yêu. Mình tin chắc những ai đã từng chơi qua Dragon Age Origin cũng sẽ đều cảm thấy vậy giống mình. Và để kết thúc video lần này, mình xin gửi tặng các bạn bài hát Leliana's Song trong Dragon Age Origin thay cho lời chào của mình. Thank you.